Chào bạn đã tiếp tục quay trở lại với PHP Framework. Tôi là Phạm Văn Cương đến từ unitop.vn. Trong ngày hôm nay thì tôi đã hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta có thể là cài đặt Laravel trong vòng một khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 15 phút thôi là chúng ta đã có thể hoàn thành được rồi. Trong cái video trước thì tôi đã nói cho bạn biết về Framework là gì và những cái điều hay ho của nó. Nó giúp chúng ta có thể là tối ưu cái dự án, có thể làm việc nhóm và giúp tăng tính bảo mật, đúng không? Chính vì như vậy nên là các công ty bên ngoài thì họ cũng đang rất là cần những người có kỹ năng làm việc ở trên cái hệ thống framework này. Và một trong những cái framework mà tôi muốn chia sẻ cho bạn đang thịnh hành ở số 1 trên thế giới và Việt Nam hiện nay chính là Laravel framework. Và tất nhiên cái hành trình chúng ta học thì có thể rất là dài, nhưng cái phần đầu tiên, cái bước chân đầu tiên thì chúng ta cũng cần phải có, chính là cần phải biết cách cài đặt Laravel vào trong hệ thống dự án của chúng ta. Đấy, và từ đấy thì chúng ta mới bắt đầu học được nhiều thứ hay ho hơn trong Laravel. Đầu tiên thì để cài đặt thì bạn cần phải chuẩn bị một cái server PHP. Đấy, và server này thì nó yêu cầu là có phiên bản PHP là 7.1.3 trở lên. Đấy, và bên cạnh đó thì nó sẽ yêu cầu rất là nhiều những phần mở rộng của PHP nữa. Đấy, chính vì vậy nên là chúng ta cần phải cài đặt một cái server ở trên máy tính chúng ta để phục vụ cho quá trình học. Đấy, và ở đây thì tôi khuyến cáo các bạn nên sử dụng một cái web server tên là XAMPP. Đấy, và ngay tại thời điểm này khi bạn đang xem video này, tôi biết rằng ấy sẽ có rất là nhiều bạn đã biết cài đặt cái phần này rồi. Đấy, và nếu như bạn chưa biết cài đặt nó như thế nào thì bạn hãy vui lòng lên YouTube đấy và tìm kiếm cài đặt XAMPP Phan Văn Cương. Đấy, và ở đây thì tôi đã có một video để hướng dẫn cho bạn cài đặt từng bước một rồi, rất là chi tiết. Đấy, thì bạn hãy qua trở lại đây và xem nó, xem cái cách mà tôi hướng dẫn cho bạn cách cài đặt cũng như chạy dự án đầu tiên của PHP ở trên XAMPP. Đấy, và sau khi mà bạn hoàn thành được cái phần đầu tiên này rồi thì bạn sẽ đến với bước số 2 là cài đặt cái composer. Đấy, thì bạn cần phải hiểu ấy, khi chúng ta làm việc tại mạng nguồn thì chúng ta cần phải lên mạng tìm và tải, đúng không? Đấy, và quá trình tìm và tải như vậy thì đôi lúc chúng ta tìm được những cái nguồn file nó không chất lượng. Đấy, và có thể là bị những cái người ta chia sẻ link đấy, họ tiêm vào đấy những cái mã độc nó không an toàn. Chính vì vậy nên thằng composer này nó ra đời và nó giúp chúng ta có thể là tải những cái mã nguồn, những cái thư viện của PHP một cách chính thống. Đấy, và nó rất là an toàn, rất là nhanh chóng. Đấy, và để mà tải cài đặt cái phần này thì chúng ta chỉ cần click vào cái đường link getcomposer.org. Đấy, thì bạn cũng có thể thao tác ngay lập tức luôn. Đấy, bạn lên Google, đánh vào composer. Đấy, ở đây thì tôi click vào getcomposer.org. Đấy, và sau khi mà bạn đã đi vào trang chủ rồi, bạn nhấn vào download. Đấy các bạn, đấy, download ở đây thì nó hướng dẫn cho bạn rất là nhiều cái download khác nhau. Đấy, và chúng ta sẽ click vào phần đầu tiên này để cài đặt cho Windows. Đấy, bạn click vào composer setup chấm .exe. Đấy, và cái phần này thì khá là nhanh chóng, đúng không? Đấy, chỉ cần mất trong vài giây thì chúng ta đã có được cái thằng composer rồi. Đấy, và sau khi chúng ta đã tải nó xuống thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là cài đặt cái thằng composer này, nó kết nối vào cái server XAMPP của chúng ta. Đấy, và từ đấy thì chúng ta có thể sử dụng cái thằng composer này download cái mã nguồn của Laravel xuống. Đấy, bạn hiểu như vậy không? Đấy, và ngay bây giờ thì tôi sẽ click vào thằng này. Đấy, nhấn vào Z. Rồi, như bạn như thấy thì nó sẽ yêu cầu một số thông tin để chúng ta cài đặt nó. Đấy, đây là thư mục để cài đặt này. Đấy, thì phần này thì chúng ta cứ thế nhấn Next thôi. Đấy, không có gì là khó cả. Rồi, đấy, và bạn nên nhớ nhá, ở chỗ này chúng ta cần phải lựa chọn cái nơi để có thể là viết cái command line command nhé, command line PHP. Đấy, và cái phần này thì chúng ta sẽ kết nối đến cái ổ đĩa mà chúng ta đã cài đặt cái SAM. Đấy, và thông thường ấy, cái hệ thống composer chúng ta nó sẽ tự động tìm kiếm đến cái thư mục SAM. Đấy, và nó sẽ link đến cái file php.exe này. Đấy, và bạn nhấn vào Next. Rồi, ok. Phần này thì chúng ta không cần thiết lập. Ok, nhấn install. Ok, và bạn hãy đợi nó trong một chốc lát. Đấy, thì nó đã xong đúng không? Rồi, đấy, thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần này nhá.
Đấy, quay trở lại phần này. Đấy, chúng ta đã thực hiện, đã có SAM này. Đấy, SAM thì tôi cũng đã có đây rồi đúng không? Đấy, đã có server rồi. Đấy, tiếp theo nữa thì tôi cũng đã cài đặt cả một server rồi. Đấy, tiếp theo thì cái phần cuối cùng là cài đặt cái thằng Laravel. Đấy, và sử dụng thông qua thằng Composer. Ok, đấy, và để làm việc với cái thằng Laravel thì chúng ta hãy nhớ là chúng ta phải sử dụng cái lệnh command line. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ mở cái trình gõ lệnh lên và đánh vào cái dòng này. Đấy, và cái dòng này ở đâu ra? Đấy, thì đây chỉ là ở cái trang chủ của Laravel, laravel.com. Đấy, và nếu như bạn có khả năng tiếng Anh ấy, thì bạn có thể vào đây bạn đọc. Đấy, rất là nhiều những thông tin hay. Đấy, nhưng mà nếu như bạn vẫn đang hạn chế cái phần tiếng Anh thì tôi sẽ giúp bạn để từng bước một để chúng ta có thể cài đặt nó. Đấy, người ta cũng yêu cầu những phần PHP đấy và hướng dẫn cài đặt thì thông qua thằng Composer đây thì chúng ta đã có rồi đúng không? Đấy, và cài đặt ở đây thì chúng ta có thể là thông qua Laravel installer đúng không? Đấy, và bên dưới thì thông qua thằng Composer đấy, create project đấy, thì cái mà tôi hướng dẫn cho bạn ấy là chính là cái phần này. Đấy, hướng dẫn chúng ta để tạo một cái dự án Laravel thì hãy đánh cái dòng lệnh này xuống. Đấy, và block chỉ là cái dự án của chúng ta. Đấy, tôi copy cái phần này. Đấy, và ngay bây giờ thì tôi quay trở lại. Đấy, tôi quay trở lại nhá. Tôi quay trở lại với cái phần SAM của chúng ta. Đấy, và như bạn nhìn thấy này, sau khi cái SAM xong thì chúng ta sẽ có cái cấu trúc thư mục để chúng ta làm việc đúng không? Đấy, và ở đây tôi đã tạo ra utop.vn, tôi tạo ra những bài hướng dẫn và hướng dẫn này là PHP framework. Đấy, và tôi muốn tạo cái dự án Laravel ở trong cái khu vực này. Đấy, còn đối với bạn thì bạn có thể đợi để nó ở một cái thư mục khác. Đấy, không sao cả. Đấy, và ở cái khu vực mà chúng ta muốn tạo dự án đấy thì bạn nhấn shift nhé, nhấn shift nhé. Đấy, và click vào open Power Shell Window here. Đấy, bạn click vào. Đấy, và sau khi click vào xong thì chúng ta sẽ có được một cái phần để chúng ta có thể viết cái command line như này, những cái lệnh code. Đấy, đánh vào. Rồi, và ở đây có những cái ký tự từ sau ấy thì mình sẽ bỏ đi đúng không? Đấy, và cái thằng block này thì là tên dự án. Đấy, còn cái cấu trúc ban đầu này. Đấy, thì chúng ta cứ viết y chang này thôi. Thì đây là cấu trúc mà chuẩn rồi. Đấy, ở trong thằng Composer nó hỗ trợ chúng ta để chúng ta cài đặt cái thằng Laravel. Đấy, và tôi muốn đến vào đây là unitop framework.vn chẳng hạn. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, thì tôi muốn tạo ra một cái dự án như này. Đấy, và sau khi đánh xong thì tôi nhấn vào enter xuống. Đấy, và chúng ta sẽ đợi trong một chốc lát để cái hệ thống Composer này nó sẽ tìm file và tạo cái dự án cho chúng ta. Đấy, ok chưa? Đấy, và bạn như thế này. Đấy, thì đã tạo ra cái dự án này. Đấy, và chúng ta vẫn tiếp tục chờ nhé, để nó sẽ load rất là nhiều thứ ở đây. Rồi, thì cái quá trình cài đặt này thì nó chiếm khoảng trong vòng 1 phút thôi. Đấy, khoảng trong vòng 1 phút là nó sẽ thực hiện cái việc download và chạy mọi thứ ở trên cái hệ thống ta. Ok, đấy, thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại vào đây. Đấy, chúng ta nhìn thấy này. Đấy, dự án chúng ta đã được tự động download xuống đúng không? Đấy, và nó nằm vào đây luôn. Đấy, nó tự động tạo thư mục chúng ta. Đấy, tự động download và cho tất cả những cái file của dự án vào trong này luôn. Đấy, và đây là một phần vô cùng tiện lợi đấy mà thằng Composer nó giúp chúng ta có thể là lấy được những cái mã nguồn, những cái thư viện đấy từ những cái nguồn chất lượng đúng không? Đấy, và nó sẽ đưa vào trong cái quá trình dự án của ta. Đấy, ok, tôi quay trở lại đây. Đấy, hệ thống thì nó vẫn đang còn chạy. Đấy, thì chúng ta cứ để cho nó chạy xong nhá. Đấy, cho nó chạy xong là nó sẽ ok rồi. Đấy, và như các bạn nhìn thấy thì là cái phần cài đặt của Laravel này thì thực chất là nó không có khó. Đấy, nó cơ bản thì cũng chỉ mấy bước như vậy thôi. Đấy, thì đầu tiên bạn cần phải có một cái server nhé. Đấy, thì tôi đã hướng dẫn cho bạn là bạn có thể trực tiếp cài SAM ở trên trang web này, tải nó xuống và cài. Đấy, và phần cài như nào thì tôi đã hướng dẫn cho bạn đấy ở trong một cái video ở trên YouTube rồi. Đấy chưa? Đấy, nếu như bạn chưa biết thì bạn hãy qua ra đây, bạn cài xong và bạn sẽ quay trở lại. Đấy, và tiếp tục thì bạn cài đặt cái thằng Composer.
Đấy, composer này thì cũng đã có một cái đường link ở đây, guestcomposer.org. Đấy, bạn click vào, bạn đánh lên trình duyệt hoặc là bạn vào Google bạn tìm. Đấy, và sau đấy thì bạn tiến hành cài đặt thôi. Cài đặt xong thì sẽ thực hiện cái việc là cài đặt cái Laravel. Đấy, thì bước 1 là cần phải truy cập cái thư mục mà cần tạo dự án. Đấy, bước 2 thì gõ cái lệnh comment line. Đấy, và cái nội dung lệnh như nào thì tôi đã để ở đây rồi. Đấy, và cái phần cuối cùng này này. Đấy, cuối cùng này chính là tên dự án các bạn nhé. Đấy, tên dự án này. Đấy, project name đúng không? Đấy, và cái phần này thì khi đánh vào thì không có dấu ngoặc đấy nhá. Đấy, ví dụ như là unitop com chẳng hạn. Đấy, thì đây chỉ là tên dự án chúng ta. Đấy, thì bạn đánh như vậy thì chạy cái mà lần này một cái thì nó sẽ thực hiện xong rồi. Ok, và khi bạn chạy được như này rồi thì chứng tỏ ra là cái quá trình tải xuống và cài đặt cái Laravel chúng ta đã hoàn thành. Đấy, và bạn nhấn ít nó đi là ok. Đấy, được chưa? Đấy, và như bạn như thế trên màn hình thì đây chính là toàn bộ cái bộ code Laravel mà chúng ta đã cài đặt xong. Đấy, và sau khi cài đặt xong thì bạn sẽ thực hiện cái việc là chạy dự án đấy ở trên trình duyệt luôn. Đấy, tôi đánh vào localhost này, tôi đi vào Unitop, tutorial PHP framework, tôi nhận vào Unitop framework. Đấy, và như bạn nhìn thấy thì chúng ta đã đi vào được cái cấu trúc thư mục này rồi. Đấy, và cái phần mà chạy dự án ở trên Laravel ấy thì nó sẽ nằm trong cái thư mục public, bạn click vào mục public. Đấy, và khi mà cái phần hiển thị ở giao diện được như thế này, đấy thì nó chứng tỏ rằng là bạn đã cài đặt thành công cái Laravel. Ok, thì trên cơ sở những cái bước mà tôi hướng dẫn cho bạn ở trong cái video này thì nó rất là nhanh chóng thôi. Đấy, nó không đến là 15 phút đâu. 15 phút là tôi tính đến tất cả những cái thời gian bạn cài đặt SAM, bạn cài đặt cả Composer, bạn cài đặt cả Laravel. Đấy, thì tổng cộng thì trong tâm tâm đấy, cho dù là bạn có thể là làm chậm. Đấy, còn thực tế thì tôi hướng dẫn ở đây thì mất một vài phút là nó đã hoàn thành rồi. Đấy, và tôi cũng mong rằng bạn hãy áp dụng tất cả những gì tôi được hướng dẫn cho bạn trong một vài phút vừa qua để có thể là có được cái thư viện Laravel ở trong cái dự án chúng ta và tiếp tục cái hành trình tìm hiểu về nó trong những cái phần sắp tới. Đấy, và nếu như bạn mong muốn nhận được những cái video mới nhất của tôi về những phần hướng dẫn PHP để đi làm và tư vấn hỗ trợ các bạn làm thế nào đấy để có thể học lập trình web một cách nhanh chóng để có thể đi làm được, thì nhấn đăng ký vào cái kênh YouTube của tôi để nhận được những cái video sắp tới. Và ngoài ra, nếu như bạn mong muốn nhận được những tài liệu mới của tôi nữa về lập trình cũng như những cái chương trình chuyên sâu giúp bạn có thể học lập trình web để đi làm một cách nhanh chóng, thì bạn hãy ghé thăm trang web unitop.vn. Video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video sau.